Chúng ta qua phần tổng kết bài viên nang paracetamol. Đầu tiên ta cũng nói về dạng thuốc. Đây là dạng rắn phân liều, tức là mỗi viên ha ta sẽ có là một liều cố định. Đối với viên nang thì ta không thể bẻ viên như một vài trường hợp với viên nén được. Mỗi viên thuốc sẽ bao gồm vỏ nang gelatin và cốm thuốc paracetamol tương ứng với hàm lượng là 250 mg. Rồi, như vậy thì ta làm một một cái dạng thuốc này thì nó sẽ bao gồm luôn hai cái quá trình. Quá trình đầu tiên đó là quá trình làm cốm paracetamol. Như vậy, trong các thành phần tái dược được sử dụng để làm cốm thì phải đảm bảo được hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là tái dược phải có khả năng kết dính với nhau để từ cái dạng bột ban đầu ta có thể tạo thành hạt cốm. Và yếu tố thứ hai đó là nó phải có khả năng trơn chảy để ta có thể chia liều được. Ở đây là dạng thuốc phân liều. Cho nên khi mà ta đưa vào từng viên nang, tức là đó là cái quá trình ta phân liều, thì cốm phải có khả năng trơn chảy. Quá trình thứ hai đó là quá trình đóng nang. Và quá trình đóng nang thì thứ nhất là ta phải so sánh được thể tích cốm và tương ứng với thể tích nang. Thì cái này trong phần giảng đầu giờ đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Tại sao ta phải làm cái ý này. Rồi, vấn đề thứ hai nữa là cốm phải có khả năng trơn chảy tốt để chảy vào trong từng cái vỏ nang. Và ngoài ra thì kích thước hạt cốm phải đồng đều. Thì như vậy thì cái quá trình ta đo kích thước, đo cái thể tích của cốm thì như vậy nó mới có ý nghĩa. Vai trò các chất trong công thức thì ta sẽ đi lần lượt từng tái dược. Đầu tiên như ta đã nói thì các thành phần trong công thức của mình nó phải kết dính được với nhau. Thì đó là nhờ vai trò của tái dược dính BBBK30. Ta có hai tái dược độn đó là lactomonohydrat và tinh bột. Thì đây do cái viên nang của mình thì có hàm lượng paracetamol là 250 mg. Cho nên là cái tái dược độn này ta thấy chưa có rõ ràng cái vai trò của nó lắm. Nhưng mà nếu như mà ta sử dụng vào một số viên có hàm lượng nhỏ hơn, thí dụ như ta có viên chlorpheniramine chỉ có 4 mg thôi. Đó, thì lúc đó vai trò của tái dược độn ta sẽ thấy là rất là quan trọng. Tetrazine ta sử dụng ở đây là tái dược màu. Vậy thông thường thì người ta sử dụng tái dược màu ha cho một số trường hợp. Thứ nhất, ví dụ như là đối với viên nén trần thì ta sẽ sử dụng để làm cho cảm quan của viên thuốc được đẹp hơn. Hoặc là khi mà ta điều chế nhiều cốm thuốc cùng một lúc mà ta muốn phân biệt tránh nhầm lẫn các cốm với nhau thì ta có thể sử dụng tái dược màu. Nhưng mà riêng trong trường hợp này thì ta chỉ làm một cốm thôi và ta đang làm viên nang, thì khi mà nhìn vào cảm quan thì dĩ nhiên là người ta chỉ thấy cái vỏ nang ở bên ngoài thôi. Cho nên tái dược màu ở đây ta không dùng để làm đẹp, cũng không dùng để phân biệt các cốm với nhau, mà ta dùng tái dược màu ở đây ta có ý nghĩa trong việc đánh giá cái quá trình trộn, cái giai đoạn trộn bột của mình là có đồng đều hay chưa. Như vậy thì cái sản phẩm cốm, nếu như mình nhìn vào sản phẩm cốm mà không đều màu thì chứng tỏ là cái quá trình trộn của chúng ta không có hiệu quả. Vì đây là một cái phần để mình đánh giá cái sản phẩm qua cảm quan. Tan là tái dược trơn chảy. Vậy thì tái dược bột tan này nó sẽ góp phần giúp cho cái cốm của mình nó vào được trong cái nang thuốc một cách đồng đều. Ở đây ta sử dụng dung môi cồn 70 để làm cốm. Và như vậy thì có sử dụng dung môi thì phương pháp sát hạt ở đây là phương pháp sát hạt ướt. Ta có một số câu hỏi có liên quan đến phần tái dược này như sau. Thứ nhất là ta có tính, ta có kể luôn cái khối lượng cồn 70 đã sử dụng vào trong cái cốm thuốc hay không. Thì ở đây là ta không kể khối lượng của cồn 70, tại vì cồn 70 là cái thành phần bay hơi. Thì sau cái giai đoạn sấy thì cồn 70 nó đã không còn trong cái thành phần của cốm thuốc của ta nữa. Câu hỏi thứ hai là ta có thể thay thế cồn 70 bằng dung môi khác cho phương pháp sát hạt ướt hay không. Rồi, như vậy thì đối với cái tủ sấy tĩnh hiện tại trong bộ môn mình thì mình chọn cồn 70 thì nó giúp cho cái quá trình bay hơi được nhanh, cái việc sấy nó dễ dàng hơn. Đó. Và ngoài ra thì cồn 70 thì nó sẽ đỡ hơn trong cái việc mà cháy nổ trong phòng thí nghiệm, tai nạn phòng thí nghiệm. Rồi. Nhưng mà ngoài ra thì nếu mà ta có các tủ sấy mà thông dụng hơn, đó, mình có tủ sấy ví dụ như máy sấy tần sôi này, thì thật ra thì cái dung môi sử dụng cho phương pháp sát hạt ướt nó sẽ rất là đa dạng.
ta có thể dùng cả nước luôn ha, ta có thể dùng cả nước để xé hạt luôn. Quá trình điều chế cơm đây đây ha, đây là các bước làm là lấy ra từ cái thang chấm điểm đối với sinh viên trong cái phần thi thực hành đó. Đó, để ta giải thích từng cái quá trình. Này đầu tiên ha, nghiền lắc tô thì sẽ đánh giá, thứ nhất là ta nghiền trộm ha, có còn những cái hạt bích hạt lắc tô bị kết dính hay không, và ngoài ra là cái cối ta sử dụng là có lót khăn hay không. Quá trình trộn khô ở đây là ta đã có thực hiện theo đúng nguyên tắc trộn bột kép hay chưa. Thì nguyên tắc trộn bột kép thứ tự trộn như thế nào thì trong bài phần đầu giờ cô Thảo đã có nói rồi. Rồi, như vậy thì ở đây phần nguyên tắc trộn bột kép, ta sẽ có một cái câu hỏi, đây là phát biểu của nguyên tắc này. Rồi, kiểm tra bột có trộn đều hay không, thì cái này là ta dựa trên cái màu của tá dược màu á. Rồi, ta sẽ dồn cớm lại tại một vị trí. Đó, rồi sau đó ta đưa cái đầu chày ấn qua. Thì trong cái phần thực hành thì sẽ có bạn sẽ có cái clip mô tả cho mình. Rồi, như vậy thì nếu mà mình nhìn thấy những cái mảng màu không đều thì chứng tỏ là chưa có trộn đều được, thì ta sẽ tăng cái thời gian trộn trong cối lên. Làm ẩm bằng cồn 70 đồng đều và ta được một cái khối đồng nhất, một cái khối ẩm đồng nhất. Xác hạt qua rây thì quan sát cái sợi cớm sau khi xác hạt là không có được vụn nát và cũng không có bị bết dính với nhau. Sấy xe thì ở đây do không có cố định cái lượng cồn 70 sử dụng, cho nên là cái thời gian sấy xe cho phép là sinh viên dao động từ 5 đến 10 phút. Nhưng mà lưu ý là cái việc sấy xe này không nên sấy quá lâu, không có nên làm cho hạt cớm của mình nó bị khô quá. Rồi sau đó ta sẽ có giai đoạn sửa hạt, thì có thể là đeo găng tay hoặc là dùng vẫy, không có bắt buộc, nhưng mà yêu cầu là cớm không bị nát sau khi sửa. Rồi phần sấy hoàn tất, người ta sẽ sấy trong 20 phút. Như vậy cớm sau sấy yêu cầu là màu phải đồng đều, rồi kích thước cũng đồng đều, đạt khối lượng tối thiểu cho 105 viên. Ở dưới 105 viên tức là hao hụt quá mức cho phép. Đối với quá trình điều chế cơm, ta sẽ có một số câu hỏi. Thứ nhất là phát biểu nguyên tắc trộn bột kép, rồi ý nghĩa của hai lần sấy cơm. Thì nguyên tắc trộn bột kép ta có thứ nhất là nguyên tắc đồng lượng, nó sẽ nằm trong cái nguyên tắc trộn bột kép luôn. Rồi, những nguyên tắc đồng lượng tức là lượng cho vào sau tương ứng với lượng đang có trong cối. Thì cái lượng tương ứng đang có trong cối ở đây thì ta sẽ ước lượng bằng mắt thôi, chứ ta không có dùng cân để cân đâu. Tá dược màu cho vào giai đoạn giữa của quá trình trộn, đó là lý do tại sao mà tạt tragin ta sẽ cho vào giữa hai lần bara ra. Rồi, chất có tỷ trọng nhỏ sẽ cho vào sau. Thì ở đây thì trong cái bài này thì ta không có cái ví dụ cho chất có tỷ trọng nhỏ. Rồi tá dược mùi cho vào sau cùng thì trong bài này ta cũng không có luôn. Ở đây ta có hai lần sấy cơm thì sấy lần một thì giúp cho cơm cái bề mặt nó khô hơn. Thì nếu mà ta sát hạt không thì sợi cơm nó sẽ quá mềm và nó còn dính ướt. Thì như vậy thì ta không có sửa hạt ngay được. Thì khi mà qua cái lần sấy một thì cơm nó sẽ khô được cái bề mặt, hạt nó sẽ rời ra. Nhưng mà cái thời gian sấy của chúng ta ngắn cho nên là hạt cơm nó sẽ còn mềm và dễ sửa hơn. Còn sấy lần 2 thì sẽ giúp cho cơm nó đạt đúng cái quy định. Các bước tiến hành trong quá trình đóng nang thì đây thứ nhất là dụng cụ khô sạch, thì cái này là sinh viên phải tự kiểm tra. Rồi khi mà ta cho cơm vào thì đảm bảo là phải khô ha, chứ nếu mà ống đồng mà ướt thì như vậy thì cơm của mình nó sẽ bị dính vào đó, thì cái cơm của mình nó sẽ không có đạt nữa. Và lưu ý là khi thi thì các em chỉ được phát một túi cơm thôi. Rồi, cân đúng, tiếp tục nữa là cân đúng tỷ lệ cớm và tan. Thì ở đây, cái khuôn đóng nang của mình là khuôn cho 100 viên, cho nên ta tính hao hụt cho 5%, đó là 105 viên. Như vậy thì cái lượng cớm mà ta cân bắt buộc phải là lượng cớm cho 105 viên, chứ ta không có được lấy toàn bộ cớm được phát để tiến hành cái quá trình đóng nang. Thì nó thì cái này lưu ý là phải cân đúng cớm, và sau đó là chia chín chín để cân đúng cái khối lượng của bột tan. Phối hợp cớm và tan trong túi VE thì yêu cầu cái túi này phải được phòng, phải căng phòng, thì như vậy mới có khoảng không gian để ta lắc túi, thì cái quá trình trộn hoàn tất ở đây nó mới được tính điểm ha. Cho vào ống đong nhẹ nhàng và gõ trên bề mặt gỗ. Như vậy thì nhớ tìm bề mặt gỗ để gõ chứ không có được gõ ngay trên cái bàn đá. Đọc thể tích và so sánh với cỡ nang. Thì đây cái khuôn của mình là cố định rồi, cho nên là chắc chắn là phần thi thực hành của chúng ta sẽ làm với nang số 0.
Không nói đến phần thi lý thuyết, ví dụ như lý thuyết 30% thì giáo viên có thể thay đổi cỡ nang ha, nhưng mà với thực hành thì ta cố định sẽ là nang số 0 đó. Thì lúc này thì ta sẽ so sánh cái thể tích ta đã gõ được với lại cái thể tích của nang rỗng, xem là cái thể tích còn thiếu, đó là cái thể tích lắc tô cần phải bù vào là bao nhiêu. Thì từ đó ta sẽ tính được cái khối lượng lắc tô cần độn để đóng 105 viên. Phối hợp lắc tô với lại cái phần cớm đã có bột tan, thì lưu ý ở đây là lắc tô này là lắc tô đã nghiền, còn nếu mà các em quên nghiền lắc tô vẫn còn vón cục mà mình lắc lên trong túi rồi, thì như vậy thì ta sẽ bị trừ điểm rất là nặng ở phần này nhé. Và cuối cùng là được phép sử dụng cái SOP để đóng nang hướng dẫn đó, và đánh giá cái quá trình này là nang không có bị mớp méo, tối đa cho hao hụt là 3 viên thôi. Quá trình đóng nang thì ta sẽ có một số câu hỏi. Thứ nhất là tại sao lại tính toán lượng cớm cho 105 viên? Cái này là hồi đầu giờ, hồi đầu giờ thì đã giải thích cho các em rất là cẩn thận rồi. Rồi, tổng lượng nguyên liệu cần sử dụng để đóng 105, để đóng 100 viên nang là bao nhiêu? Tại sao phải đo thể tích của cớm trước khi đóng nang? Ta sẽ có 3 câu. Rồi, như vậy thì ta sẽ trả lời từng câu ha. Thứ nhất là cần đóng 100 viên nang. Nhưng mà ở đây thì ta có một cái lượng hao hụt, đó là hao hụt 5%. Vì vậy mà ta phải dùng cái lượng cớm tương ứng là 105 viên. Đó là lý do tại sao mà khi mà ta bào chế ra yêu cầu là lượng cớm tối thiểu mà ta điều chế được phải là 105 viên. Còn nếu mà các em điều chế mà không đạt được 105 viên, tức là hao hụt vượt mức cho phép. Thì như vậy thì hao hụt mà vượt mức cho phép thì mình sẽ bị mất luôn 50% số điểm điều chế cớm ha. Ý thứ hai đó là lượng nguyên liệu tương đương với 125 viên nang. Lượng nguyên liệu vậy mình cần điều chế 100 viên nang, nhưng mà lượng nguyên liệu của mình thì lại cần đến 125 viên. Thì lý do đây là ta đã tính 20 viên hao hụt trong quá trình làm cớm và 5 viên hao hụt trong quá trình đóng nang. Rồi, cái phần này đầu giờ cũng có rồi, các em có thể xem lại phần đầu giờ để mình rõ hơn. Cái số 3 đó là cỡ nang được quy định theo thể tích. Cỡ nang ở đây ta có rất là nhiều cỡ nang, nang 2 này, 1, 0, 0, 0. Đó, thì nó sẽ được quy định theo thể tích. Cho nên nếu mà trước khi chúng ta đóng nang thì phải xác nhận là thể tích cớm của mình phù hợp với cái cỡ nang mà ta đã chọn. Ở đây cô sẽ cho hai cái bài tập áp dụng để cô các em lấy ví dụ. Thì ở đây ta chỉ lấy bài tập về tính toán lượng lắc tô thôi và bài tập về cỡ nang. Còn cái phần mà tính toán bột mẹ tại Trazin thì các em sẽ xem lại cái slide 1, cái clip đầu giờ. Rồi, cho cớm A paracetamol, tính lượng lắc tô cần dùng để trộn hoàn tất khi đóng nang số 0. Ở đây là người ta cho sẵn luôn, người ta mặc định cho mình cỡ nang là cỡ nang số 0 giống như phần thực hành. Và người ta cho mình biết là cớm A tương ứng cho 105 viên. Tức là người ta đã tính toán cho lượng 105 viên là 32 gram. Và cớm A này chưa có trộn bột tan. Vậy khi đo thể tích của 15 gram lắc tô thì ta được 22 ml. Vậy thì với cái thông tin này, mình có này, khối lượng này và thể tích tương ứng, thì với cái thông tin này ta sẽ tính được tỷ trọng của lắc tô. Và người ta cho mình tỷ trọng của cớm A cộng bột tan thu được là 0.5. Vậy thì thay vì ta gõ để ta lấy thể tích của cớm cộng tan, thì đây thì người ta cho mình biết tỷ trọng là 0.5. Vậy thì từ cái tỷ trọng này, từ khối lượng ta có thể tính được cái thể tích. Rồi, về phần giải như sau. Thì đầu tiên lưu ý là thứ nhất 32 gram này là 32 gram của cớm A chưa có tan, mà tỷ trọng ở đây là tỷ trọng của cớm A có tan. Cho nên khi mà ta muốn tính cái thể tích tương ứng với cái tỷ trọng này thì ta cũng phải có cái khối lượng của cớm A cộng tan tương ứng luôn. Vậy đầu tiên thì lượng bột tan cần dùng, tính lượng bột tan cần dùng là 32 chia 99 là 0,32 gram. Thì như vậy thì suy ra là lượng cớm A có bột tan, kèm bột tan luôn trong 105 viên sẽ là 32,32 gram. Rồi, vậy thì từ đây ta sẽ có khối lượng của cớm A và tan. Và sau đó ta có được cái tỷ trọng của cớm A và tan. Rồi, vậy thì như vậy ta sẽ suy ra thể tích của cớm A và tan. Thì ta có D bằng M chia V, cho nên V sẽ bằng M chia cho D.
thì ta sẽ có là 64,64 ml. Như vậy thể tích lacto cần dùng sẽ là thể tích của 105 nang rỗng nang số 1, trừ đi cho cái thể tích của cớm cộng tan là 64,64, ta sẽ có là 5,71 ml. Khối lượng lacto cần dùng thì ta sẽ có thể tích nhân cho tỷ trọng, thì tỷ trọng của lacto sẽ là 15 g, khối lượng chia cho thể tích là 22 ml, ta sẽ có là 3,89 g lacto cần dùng. Ta qua dạng bài tập thứ hai, đó là dạng bài tập xác định cỡ nang. Thì ở đây người ta sử dụng cỡ B, thì đặt tên AB cho các em phân biệt hai bài thôi. Thì người ta cho mình biết là lượng cỡ B có tan rồi, tương ứng cho 105 viên là 26,26 g. Tỷ trọng của lacto là 0,67. Và khi mà người ta gõ 26,26 g cớm B này cho ống đong thì được 46 ml. Yêu cầu đây là xác định cỡ nang cần dùng và lượng lacto nếu nếu có sử dụng. Người ta cho mình một loạt các cỡ nang khác nhau để yêu cầu mình lựa chọn. Như vậy đây, đầu tiên ta có thể tích của cớm tương ứng cho 105 viên. Như vậy ta sẽ tìm thể tích của cớm tương ứng cho một viên. Và ta sẽ lấy 46 chia cho 105 là 0,44 ml. Nguyên tắc lựa chọn cỡ nang ở đây là phải chọn cỡ nang lớn hơn gần nhất với thể tích cớm. Thì như vậy thì 0,44 thì ta so sánh ở trên này, phải lớn hơn gần nhất. Lớn hơn 0,44 thì 1,000 là đều lớn hơn hết, nhưng mà ta phải chọn nang số 1 là lớn hơn gần nhất. Chọn nang số 1 0,48 ml. Thể tích nang rỗng của 105 viên thì sẽ là 0,48 nhân 105, thì ta sẽ có là 50,4 ml. Rồi thì từ đây ta tính được khối lượng lacto bằng cách là lấy cái thể tích còn thiếu là 50,4 trừ đi cho 46 ml nhân cho 0,67 là tỷ trọng lacto để cho, thì ta sẽ có là 2,95 g lacto cần sử dụng. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi ha.